Xin chào các bạn đã đến với khoa học lập trình phông mềm bên này DXZ cơ bản. Thì bữa nay là buổi 27. Thì bữa nay tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về một số cái công cụ để hỗ trợ chúng ta việc debug và các công cụ để hỗ trợ chúng ta việc tìm lỗi ở trong cái dự án DX. Thì như các bạn đã biết thì trong quá trình phát triển một ứng dụng thì chúng ta có thể xảy ra lỗi hoặc là bug ở bất kỳ một cái đoạn code nào. Thì đối với dự án nhỏ thì các bạn có thể dùng cái lệnh là console.doc để in ra xem là cái xử lý của chúng ta nó đã xử lý tới đâu hoặc là nó có xử lý đúng hay không. Tuy nhiên thì đối với các dự án lớn, ví dụ như chúng ta có nhiều cái command line nó đồng với nhau hoặc là bên dưới cái phần xử lý về logic nó có nhiều cái logic phức tạp khác nhau mà nó xử lý bên dưới, thì dẫn đến là chúng ta cần phải cài đặt các công cụ để mà hỗ trợ chúng ta cái việc mà debug để chúng ta tìm ra lỗi được nhanh chóng nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu tìm hiểu về các công cụ này. Thì để mà debug được ở trong cái ứng dụng React thì cái công cụ phổ biến nhất là cái công cụ React Developer Tool. Thì đây là một cái extension cài đặt trên cái trình duyệt Google Chrome. Thì khi các bạn cài đặt cái extension này vào Google Chrome thì khi mà các bạn debug thì các bạn có thể đặt checkpoint ở một cái component nào đó rồi sau đó các bạn debug. Ngoài ra thì có thể có một số cái công cụ khác để hỗ trợ cho việc debug. Thì cái việc cài đặt công cụ để debug khác thì cái đấy là phụ thuộc vào team của các bạn. Còn ở đây thì tôi giới thiệu cái công cụ phổ biến nhất là cái công cụ React Developer Tool này. Ngoài ra thì trong quá trình phát triển dự án thì có một số cái công cụ hỗ trợ chúng ta việc check mấy cái issue như là format code rồi mấy cái style code, thì chúng ta cần sử dụng hai công cụ này, Admin và cái công cụ Rectifier. Thì đây là hai công cụ hỗ trợ chúng ta việc check cái format code. Thì hai công cụ này chúng ta sẽ cài đặt ở trên cái thằng VS Code. Thì trong quá trình phát triển ứng dụng thì các bạn member thì có thể mỗi người có một cái style code khác nhau, dẫn đến là cái format code nó không theo một cái quy chuẩn thống nhất nào đó, thì rất là khó cho cái vấn đề mà quản lý code này, hoặc là khi mà một người nào đó review code thì nó rất là khó. Thì dẫn đến là khi mà chúng ta mới tạo dự án thì chúng ta cần phải define, chúng ta cần phải định nghĩa ra mấy cái rule, và sau đó thì chúng ta sẽ cần fix mấy cái rule đó thông qua mấy cái công cụ như là Admin này hoặc là Rectifier này, để mà khi mà chúng ta một bạn member nào đó viết code thì nó sẽ check và nó sẽ bắt các bạn phải đi theo đúng cái rule của nó. Thì đây là một số cái công cụ hữu ích cho giúp ích cho chúng ta trong quá trình phát triển ứng dụng như là tìm bug hoặc là chúng ta kiểm tra cái format code đó. Thì hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu overview cho các bạn về các công cụ này thôi. Thì ở buổi tiếp theo cái buổi như là 28, 29, 30 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt các công cụ này đó. Thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.